Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lương y như tử mẫu. Những năm qua, cán bộ nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 109 đóng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên luôn phấn đấu rèn luyện theo phương châm sâu về y lý, giàu y đức, giỏi về y thuật, xây dựng phong cách phục vụ trách nhiệm, nhiệt tình, chu đáo. Qua đó góp phần tạo niềm tin của người bệnh đối với bệnh viện. Tại Bệnh viện Quân y 109 hiện đang nhận điều trị các bệnh nhân có nhiều loại bệnh lý khác nhau. Quá trình làm việc dù áp lực đến mấy, nhưng đội ngũ y bác sĩ ở đây vẫn luôn dành thời gian trả lời và giải thích đầy đủ những thắc mắc của người bệnh cũng như người nhà bệnh nhân với thái độ ân cần, lịch sự, giúp họ thêm lạc quan để chiến thắng bệnh tật. Bố tôi là Tạ Tuấn Tú mà thường cũng hay ốm bởi vì bố tôi là thương binh nặng nên là cũng do có nhiều vết thương hay bị phải đi viện mà cũng có vào đây để điều trị. Các bác sĩ ở đây rất là nhiệt tình, gia đình cũng rất hài lòng. Tất cả các phòng khoa tại Bệnh viện Quân y 109 đều tập trung xây dựng hình ảnh người thầy thuốc quân y thân thiện. Mặc dù công việc chuyên môn hàng ngày bận bịu vất vả, song các y bác sĩ luôn giữ thái độ niềm nở, đón tiếp, chăm sóc người bệnh như người thân. Tinh thần hết lòng vì người bệnh được thể hiện từ các khâu đăng ký, khám bệnh, thanh toán, tạo thuận lợi cho người bệnh và người thân của họ trong quá trình vào, ra viện, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. Bệnh viện luôn chủ động nâng cao cái chất lượng công tác chuyên môn cho bệnh viện, cho đội ngũ cán bộ công nhân viên. Hàng năm chúng tôi đều gửi cán bộ công nhân viên đi học ở tuyến trên và đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế bằng rất nhiều các cái nguồn, từ nguồn tự chủ cho đến các cái quỹ kết dư của bảo hiểm, chúng tôi đều xin và nâng cấp. Chính vì thế cho nên cái chất lượng khám chữa bệnh đối với bà con nhân dân tỉnh Phúc cũng như là lực lượng trang quân khu là ngày càng được nâng lên rõ rệt. Đối với các y bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 109, niềm vui lớn nhất của họ chính là được chứng kiến sự hồi phục và hài lòng của người bệnh. Chính sự hài lòng ấy là động lực để tập thể cán bộ, nhân viên y tế ở đây tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt hơn lời dạy của Bác Hồ, lương y như tử mẫu, và xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn.